Hello, xin chào cả nhà. Xin tự giới thiệu, em là An, đến từ đơn vị Hợp tác xã Giao Phúc Sen. Hợp tác xã Giao Phúc Sen thì chắc chắn là cả nhà mình đều đã quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Một đơn vị rèn dao nổi tiếng, các sản phẩm dao bếp này, dao đi rừng này, nông cụ này. Hôm nay thì trong clip này, ngày hôm nay em sẽ lên một bộ dao mèo cực chất của Hợp tác xã Giao Phúc Sen. Đó chính là dao mèo Moon sống trúc các anh chị nhé. Bộ dao mèo này của em gồm có 4 món. Đó sẽ là size mèo 28, size mèo 25, size mèo 20 và size mèo 15. Đó, 4 size, 4 kích thước khác nhau. Và trong clip này ngày hôm nay em cũng sẽ mang tới cho cả nhà mình một voucher hấp dẫn để mình có thể săn cây dao mèo cực chất này của Hợp tác xã Giao Phúc Sen các chị nhé. Đỉnh của shop, mẫu dao mèo đỉnh của shop của Hợp tác xã Giao Phúc Sen. Rồi, ok, bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết lần lượt các mẫu dao của trong bộ dao mèo này. Ok, đầu tiên là mẫu dao mèo size 28. Mã của sản phẩm là M28MC. Đây, M28MC. Cái này thì kích thước lưỡi dao nó sẽ dài là 28cm các bác nhé. Lưỡi dao nó sẽ dài 28cm này. Bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng 5,5cm. Độ dày sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng 6 ly. Đó, 6 đến 7 ly. Đó. Cán dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 13cm. Đây, cán dao đây thì nó sẽ dài vào khoảng 13cm. Cán ở đây là chốt đinh bằng đồng thau nha các bác nhé. 3 chốt đinh ở đây sẽ bằng đồng thau. Đó. M28 thì đây là dòng dao mèo đa năng. Dao mèo là dòng dao đa năng rồi. Và dao mèo 28 thì nó sẽ là có cái công năng lớn nhất trong các mẫu dao mèo. Đó, mình chặt cây đi rừng phát quang, chặt củi này. Hoặc là mình có thể là mình chặt gà vịt, rồi là mình thái lọc đồ ăn được. Công năng của cây này thì nó sẽ là lớn nhất. Nếu mà mình muốn là chặt chặt cây, chặt cành, chặt cây thuốc này chẳng hạn, thì mình hãy dùng cây M28MC. Đó, chặt là ok nhất. Đây là phần vỏ dao nha các bác nhé. Đây, vỏ dao đây. Đó. Vỏ dao ở đây sẽ là vỏ mun. Vỏ mun và đây có một cái lỗ ở đây là mình có thể là thông hơi hay là gọi là lỗ thoát nước cũng được. Vỏ mun và thiết kế theo kiểu dáng sống trúc, nhìn rất là sang. Và em cho dao vào vỏ đây. Nhìn nó sẽ như thế này. Đó, rồi mình gạt lại nha các bác nhé. Mình gạt lại thì nó sẽ ở cái chế độ khóa dao. Cây dao mèo khi mà cho vào vỏ đây nhìn rất là đẹp luôn đúng không các bác? Thực chất luôn. Cái này thì khách hàng của bên em mua hàng thì hay nói trêu là mèo vua. Mèo vua của Hợp tác xã Giao Phúc Sen, bởi vì nó có giá trị cao nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, cây này đang có giá là 1.290.000 và bên em đang có chương trình tri ân. Mẫu này giảm chỉ còn 1.190.000, giá có bao phí ship và bảo hành 1 năm cho cả nhà mình rồi ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? M28MC. Ok, mẫu số 2. Ở đây sẽ là cây M25MC. Đấy. Lưỡi dao nó sẽ dài 25cm các bác nhé. Nhìn nó thiết kế nó cũng sẽ giống hệt cây 28 thôi, nhưng mà kích thước thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Cây 28 thì là kích thước là lưỡi dài 28, thì còn cây này thì kích thước của nó lưỡi nó sẽ dài là 25. Bản rộng ở đây thì sẽ cũng khoảng 5,5cm này. Độ dày sống dao ở đây thì nó cũng khoảng là 6 ly, 6 đến 7 ly. Đấy, cán ốp full tang như thế này. Nhìn rất là chất. Đấy. Các bạn có thể nhìn chi tiết này. Cán ở đây là làm theo kiểu cán sống trúc và thợ bên em làm rất là cẩn thận và tỉ mỉ nhá. Chứ không phải là chỉ mỗi những cái đường gạch gạch. Nhiều nơi em thấy là các bác thường là để tiết kiệm thời gian thì có thể là sẽ không làm những cái đường vân như thế này. Đó, tức là không làm cho nó có cái độ lượn sóng ở tay cầm. Đó, mà nó chỉ có những cái đường kẻ ở cái gỗ này thôi, nó gọi là giả sống trúc kiểu này thôi. Thế còn đây thì là thợ bên em làm rất là chi tiết luôn. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy rất là giống sống trúc luôn. Nó sẽ có cái độ lồi lõm cầm vào đây là ma sát rất là tốt này. Nhìn cây dao rất là đẹp. Đây là phần vỏ đây nhé các bác nhé. Vỏ mun đây, đi cùng với cây này đây. Đó. Em sẽ cho dao vào vỏ để các bác xem này. Đây. Sản phẩm khi cho vào vỏ thì nhìn nó sẽ như thế này. Đó.
M25MC. Cây này em đang bán với giá là 1.190.000. Và ngày hôm nay em cũng sẽ chi ân rằng cây này chỉ còn 1.090.000. Giá đã có bao phí ship và bảo hành 1 năm cho cả nhà mình nhé. M25MC. Mẫu số 3 ở trong clip này, đây là cây M20MC nha các bác nhé. Cây này là kích thước lưỡi dao dài 20 này. Bản rộng ở đây thì nó sẽ vào khoảng 5, hơn 5 một chút. 5cm. Độ dày sống dao ở đây sẽ vào khoảng 4 đến 5 ly. Đây, cán dao đây. Thiết kế cũng giống như vậy. Nó chỉ là khác cái phần kích thước của lưỡi dao và cán dao thôi. Đây, vỏ đây ạ. Vỏ là vỏ mun đây. Khi cho dao vào vỏ thì nhìn nó sẽ như thế này. M20MC các bác nhé. Cây này thì thường thường em hay tư vấn cho các bác cái đi dã ngoại cắm trại là sẽ dùng cây M20. M20 là mình vừa đi dùng, mình có thể là chặt cây, chặt cành nhỏ này. Rồi mình cũng có thể kết hợp là mình chặt gà vịt được rồi. Đấy, chặt gà vịt chín là khá là ok. Rồi thái được, lọc được khá là nhỏ, nhẹ. Thường là các bác đi chơi, đi dã ngoại hay cắm trại thì thường thường sẽ chọn cây 20 hoặc là cây 25, nó sẽ phù hợp hơn. Bởi vì là nó cũng không cần phải đến cái công năng quá lớn, mình cũng không cần phải chặt những cái cây hoặc là những cái cành cây hoặc là những cái cây nó cứng hoặc là quá to ấy. Mình chỉ cần dùng là cái loại size 20 hoặc 25 này là mình đi dã ngoại cắm trại thoải mái rồi. Hoặc là mình có thể là để sẵn một cây ở trong xe của mình. Ví dụ như là mình đi đường mà có gặp những cái cây mà nó vướng đường chẳng hạn thì mình cũng có thể là mình xử lý những cái cây đi được ngay. Đấy, đây là cây M20MC nha các bác nhé. Cây này em đang bán với giá niêm yết là 920.000. M20MC rất là đẹp. Cuối cùng ở trong bộ dao mèo này sẽ là cây M15 nha các bác nhé. Đây, đây là cây mèo 15. Cây này là lưỡi dao dài 15cm. Đó. Phần cán dao thì nó sẽ dài vào khoảng 12-13cm. Vỏ mun đây. Em lưu ý một chút nhé. Vỏ ở đây thì là em sẽ chốt, có các chốt ở đây là chốt đồng này. Đấy, chốt đồng thau. Là các bác yên tâm nhé, chứ không phải là em chỉ dán keo không thôi đâu, mà nó sẽ có các chốt đồng luôn. M15MC em đang bán cây này với giá là 830.000. M15MC. Cây này thì thường thường thích hợp cho việc là mình thái này, gọt hoa quả này, hoặc là các anh chị có thể là lọc được. Đấy, lọc khá là ok, mình có thể là chặt nhẹ được nhá, chặt nhẹ thôi chứ mình cũng không phải là có công năng lớn ở những cái cây dao mèo nhỏ như thế này được. Thường thường là những cây dao mèo nhỏ thì các bác thường dùng là để đi câu thôi. Đi câu thì mình có thể dùng cây M15MC này. Sản phẩm khi cho vào vỏ đây nhé các bác nhé. Đấy, nhìn sẽ bé bé xinh xinh như thế này. M15MC. Ngắm góc nào nhìn em ấy cũng đẹp đúng không ạ? Đẹp mọi góc nhìn luôn. Ok, em vừa giới thiệu xong tới cả nhà bộ dao mèo sống trúc gồm có 4 cây của em. Đó, tất cả các sản phẩm này, lưỡi dao sẽ được rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô ngang nguyên khối. Còn phần cán dao thì sẽ được thiết kế từ gỗ mun nha các anh chị nhé. Chất liệu là sẽ là gỗ mun. Đó, vỏ dao cũng sẽ là gỗ mun luôn. Đó, nếu mà các chị đang quan tâm đến sản phẩm dao mèo sống trúc thì các anh chị có thể liên hệ lại với em qua Zalo 0987240733 để được tư vấn chi tiết nhé. Còn trong ngày hôm nay, như đã hứa ngay từ đầu clip thì em sẽ mang tới cho cả nhà mình một voucher đặc biệt giảm giá trực tiếp 15% giá trị bộ dao mèo sống trúc này. Nếu như các anh chị đang muốn lấy bộ dao mèo sống trúc thì hãy liên hệ lại với em qua Zalo tổng đài 0987240733. Các bạn nhân viên bên em sẽ tư vấn và lên đơn hàng cho các anh chị để các anh chị có thể là săn được sản phẩm cực kỳ chất này với giá hời nha các anh chị nha. Bộ dao mèo sống trúc môn của em ngày hôm nay em sẽ chi ân giảm trực tiếp 15% vào giá trị của bộ dao mèo này. Đó. Các anh chị có thể là tham khảo các sản phẩm khác của bên em ở trên trang web www.daophucsen.vn hoặc là htxdaophucsen.com. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép được kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Em cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video của em và đã đăng ký kênh này, ủng hộ em này. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong các clip sau. Cảm ơn. Xin chào.